Xin chào, lại là mình đây. Hôm nay thì Sensity Shop sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phát wifi indoor hiệu suất cao của Aruba, vô cùng phù hợp để lắp đặt tại các địa điểm như là trường học, văn phòng, quán cà phê, vân vân, có mật độ kết nối cao. Đây ạ, chính là con AP505 này. Nó dùng chuẩn wifi 6802.11ax mới nhất và nhanh nhất hiện nay. Nghe là đã thấy rất gì ở này nọ rồi đúng không? Với tốc độ dữ liệu tổng hợp lên đến 1,49 Gbps thì nó đảm bảo cho việc người dùng có tốc độ mạng đủ nhanh để xử lý công việc, lướt Facebook, TikTok hay là xem Netflix thoải mái mà không sợ bị giật lag. Ok, mình sẽ unbox cho các bạn xem ngay nhé. Như các bạn có thể thấy thì đây vẫn là thiết kế quen thuộc của Wi-Fi Aruba với màu trắng sang trọng. Kiểu dáng vuông vắn được bo tròn nhẹ nhàng ở bốn đầu giúp thiết bị trông đẹp và tinh tế hơn. Ở phía bên này thì sẽ có hai đèn LED báo hiệu trạng thái để chúng ta có thể kiểm tra tình trạng kết nối của thiết bị. Còn đầu bên này là một cổng USB. Cổng này thì chúng ta sẽ dùng khi mà cần copy các file cấu hình hoặc là update firmware cho thiết bị. Ở mặt sau thì chúng ta có thể thấy là ở đây có cổng cắm nguồn DC. Cái nguồn để cắm vào thì chúng ta sẽ phải đặt hàng riêng chứ nó không đi kèm luôn với thiết bị nha các bạn nhé. Nghe hơi cuột hứng đúng không? Nhưng mà không sao cả đâu, vì thông thường với các hãng có nguồn đi kèm thì họ đều tính chi phí bộ nguồn vào trong giá thiết bị luôn rồi, nên giá nó sẽ cao. Còn nếu mà không muốn mua nguồn riêng thì chúng ta có thể sử dụng luôn tính năng PoE từ cổng Internet 1 Gigabit này. Nếu như mà trong doanh nghiệp của chúng ta đã có sẵn switch hoặc là router hỗ trợ cấp nguồn PoE thì chúng ta chỉ cần nối một dây LAN từ switch hoặc router qua đây là xong. Vừa có mạng cho AP505 vừa có nguồn luôn, rất là tiện mà lại giảm được chi phí mua sản phẩm. Tất nhiên thì nó sẽ cũng không thể thiếu được cái nút reset nhỏ nhỏ ở đây để chúng ta có thể khôi phục lại cài đặt gốc trong trường hợp cần thiết. Và một cổng console ở bên cạnh để thiết lập cấu hình cũng như là quản trị thiết bị. Ngoài ra thì Aruba cũng đã thiết kế sẵn khung giá đỡ ở đây để chúng ta có thể dễ dàng treo thiết bị lên trên trần nhà. Nó có hai anten đa hướng giải tần kép 2x2 MIMO với độ lợi anten cao nhất là 4,9 dBi ở 2.4 GHz và 5,7 dBi ở 5 GHz. Anten thì được tối ưu hóa cho hướng ngang của AP cho nên là khi lắp đặt trên trần nhà như thế này thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả phát sóng tốt nhất. Về tốc độ thì ở giải tần 2.4 GHz đạt tối đa 287 Mbps, còn giải tần 5 GHz thì đạt tối đa 1,2 Gbps. Mỗi giải tần có thể hỗ trợ đồng thời 256 thiết bị cho nên tổng hợp lại thì con AP505 này có thể chịu tải tối đa 512 thiết bị cùng lúc. Đó là lý do mà mình đã nói ngay từ đầu video là cái thiết bị này rất phù hợp để lắp đặt tại trường học, văn phòng hay là quán cà phê, vân vân. Đây là những nơi mà có số lượng thiết bị truy cập vào mạng ở mức trung bình. Dùng AP505 sẽ đảm bảo một việc là mọi người đều có thể truy cập Internet với tốc độ nhanh và ổn định. Sự phân chia tần số trực giao OFDMA nâng cao cho phép AP505 xử lý nhiều thiết bị khách trên từng kênh đồng thời, giúp các máy khách có khả năng chia sẻ kênh với nhau và không cạnh tranh nhau về thời lượng phát sóng và băng thông. Trên AP505 thì cũng tích hợp công nghệ Bluetooth 5 và Radio 802.15.4 dành cho Zigbee để đơn giản hóa việc triển khai và quản lý dựa trên IoT các dịch vụ định vị, theo dõi tài sản và các cảm biến IoT. Nếu như mà các bạn đang có ý định thiết kế một hệ thống Wi-Fi mới hoặc nâng cấp hệ thống hiện tại cho doanh nghiệp thì mình khuyên thật là các bạn nên hướng tới các sản phẩm Wi-Fi 6 như con AP505 này. Vì nó được tích hợp rất nhiều các công nghệ mới cho phép chúng ta tối ưu mạng Wi-Fi một cách hoàn toàn tự động như là OFDMA mình vừa nói ở trên, Client Mask, Mumimo, vân vân, giúp chúng ta giảm thời gian và chi phí vận hành mà vẫn cung cấp được trải nghiệm người dùng tốt nhất. Đồng thời thì nó cũng tích hợp các công nghệ bảo mật mới nhất như là WPA3. WPA tức là viết tắt của Wi-Fi Protected Access, Trust Platform Module, VPN Tunnel, vân vân, giúp cho mạng Wi-Fi của chúng ta luôn được bảo vệ trước các cuộc tấn công. Khác với những dòng AP khác như là AP315, AP325, AP335, muốn chạy được thì bắt buộc phải sử dụng controller, thì AP505 lại linh hoạt hơn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đã có sẵn controller rồi thì bạn có thể sử dụng để điều khiển nó cũng được, còn không thì không sao đâu, bạn không cần thiết phải mua thêm đâu, vì AP505 có thể hoạt động theo chế độ controllerless, tức là không cần bộ điều khiển.
Lúc này thì một AP sẽ đóng vai trò là bộ điều khiển ảo cho toàn bộ mạng, rất là tiện dụng. Như mọi dòng AP khác của Aruba thì AP505 cũng được quản trị dễ dàng nhờ Aruba Central, tức là quản lý bằng đám mây, hoặc Aruba Airway, giải pháp quản lý tại chỗ, giúp chúng ta quản lý mạng thống nhất, cấu hình tập trung và giảm thời gian triển khai mạng hiệu quả. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thiết bị Wi-Fi Aruba AP505. Link sản phẩm chi tiết thì mình sẽ để phía dưới mô tả nhé, các bạn xem nhé. Nếu như mà bạn có góp ý gì cho video này cũng như là những video sau được hoàn thiện hơn và hữu ích hơn cho các bạn thì cứ comment bên dưới nhé. Mình xin ghi nhận để có thể ra thêm nhiều video chất lượng hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé.